Bức ảnh Sơn Tùng từng suýt đạt 1 triệu lượt thích, nhưng nhan sắc sao lại khác xa với hiện tại thế này? Vừa qua, cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy trên fanpage của Sơn Tùng MTP bất ngờ thay đổi ảnh đại diện mới. Nam ca sĩ khiến fan hâm mộ phải rụng tim trước hình ảnh mới nhất của mình. Cụ thể, Sơn Tùng MTP xuất hiện với gương mặt điển trai, mái tóc theo style lãng tử và diện một bộ vest bảnh bao, mang đậm chất chủ tịch. Ngay lập tức, bức ảnh đại diện này đã thu hút sự quan tâm và tương tác đông đảo của netizen và người hâm mộ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, dân mạng cũng đã đào lại được một bức ảnh khác của Sơn Tùng từ thuở xa xưa khi mới vừa đặt chân vào làng giải trí. Nhưng bức ảnh ấy cũng đã cán mốc gần 1 triệu lượt thích, khiến người hâm mộ không khỏi xôn xao. Có thể thấy, nhan sắc thuở đôi mươi của Sơn Tùng đúng là quá khác biệt so với hiện tại. Từ mái tóc, biểu cảm cho đến cả khuôn mặt cũng không được bén như bây giờ. Thế nhưng, dân mạng lại khá yêu thích hình ảnh thời ngố tàu này của Sơn Tùng.